Còn đối với Win 10 trở lên thì mình sẽ thấy là TSKC nè. Mình bấm chuột phải, mình chọn Property. Mình chọn Property. Sau đó mình sẽ thấy nó thông báo đây là Windows 32 bit. Đó. Ok rồi. Cô thấy nó báo đây không? System là 32 nè. Khi thầy cô cài máy mà Windows 32 bit á, nó có một cái hạn chế là thầy cô sử dụng RAM của máy tính không hết. Cái máy này nó có 4GB nhưng mà thực ra xài sử dụng được có 2.9 thôi là mình bị lỗ rồi đó. Còn nếu mà thầy cô nâng cấp lên 64 bit thì mình sử dụng được tối đa cái RAM bộ nhớ của máy. Cho nên bây giờ người ta cài 64 bit, nhưng mà do cái môn tin học mà cài 64 bit đó thì dài cũng được, khổ lắm. Cho nên phải cài 32 bit, cài 64 bit. Như phòng này là phần mềm cài 64 bit là nhiều phần mềm của học sinh không chạy được. Là nó tại vì cái phần mềm của học sinh học đó, nó người ta viết ở cái 3